Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Cảm ứng của việc tụng kinh Địa Tạng. Đầu tiên, con xin cảm tạ ân đức của Bổn Tôn Địa Tạng đã ban cho gia đình con, và người mà con mang ơn nữa là người thầy luôn yêu thương học trò. Con xin được cảm tạ thầy Thâm Tạng đã dạy dỗ chỉ bảo cho con trên đường tu học để con có thể đi được đúng đường. Đây là câu chuyện của bản thân tôi được sự gia hộ của Ngài Địa Tạng. Ngày hôm nay tôi xin được chia sẻ với các huynh đệ tỉ muội và các bạn đồng tu. Nhà tôi có hai mẹ con, từ bé đến lớn, ngoài việc đi học chuyên nghiệp ra thì tôi và mẹ luôn quanh quẩn bên nhau, nên tình cảm mẹ con vô cùng tốt. Mấy chị bạn của tôi cũng nói hai mẹ con hiếm có nhà nào được như vậy. Đi đâu hai mẹ con cùng đi, làm gì hai mẹ con cũng cùng làm. Mọi người trong gia đình hay bạn bè đều công nhận tôi là một đứa con thương mẹ, lúc nào cũng muốn dành những điều tốt đẹp cho mẹ. Mẹ tôi từng nói mẹ luôn tự hào vì con, vì vậy tôi rất sợ làm mẹ buồn. Dù là vậy, nhưng cũng không ít tôi làm mẹ phải phiền lòng vì tôi, vì cuộc sống vợ chồng tôi luôn làm cho bà phải lo nghĩ. Và bây giờ, việc bà bị bệnh, tôi luôn nghĩ là do tôi làm bà suy nghĩ nhiều quá nên mới bị bệnh. Mẹ tôi bị tiền sử bệnh tim nên năm 2019, bà đột ngột bị cục máu đông ở tim chạy lên não, làm bà bị tai biến mạch máu não. Nhưng lần đó được bác sĩ nhiệt tình giúp đỡ, mẹ tôi đã nhanh chóng bình phục. Và đến mùng 2 Tết năm 2020, mẹ tôi lại bị lần nữa. Lần này không được may mắn như lần trước và mẹ tôi bị bệnh nặng hơn rất nhiều. Tôi được bác sĩ khuyên đưa bà về vì bệnh của bà không cầm nổi bao lâu nữa. Sau đó, tôi quyết đưa bà về bệnh viện Trung ương để tìm cách còn nước còn tát. Về đó, tôi lại nhận được câu trả lời đưa bà về thôi, chứ bệnh của bà thì không còn cách nào cả. Tôi thất vọng và buồn. Mọi người trong nhà thôi bảo đưa bà về và tôi đành chấp nhận. Sau khi về nhà thì tôi thấy mẹ tôi có vẻ khỏe hơn, hàng ngày ăn uống tốt hơn và bản thân tôi cũng rất vui. Có hôm, cháu tôi đến thăm bà và bảo với tôi rằng cháu biết cô thương bà, nhưng thương thế này chưa đủ mà cần phải thương theo cách nữa, đó là cố gắng tụng kinh và hồi hướng cho oan gia trái chủ của bà. Lúc đó, tôi nghe xong mà vẫn chưa nghĩ gì tới. Mấy hôm sau, tôi và cháu tôi hẹn nhau đi chùa. Đến chùa, tôi quỳ gối trước Tam Bảo mà khóc như mưa, không sao cầm nổi nước mắt. Tôi quỳ gối chắp tay và nghĩ đến sự phù hộ của bề trên cho mẹ con được thêm thời gian ở với con và cho con được báo hiếu. Và tôi lại tiếp tục khóc. Sau đó trở về nhà, cháu tôi bảo cô cố gắng đọc kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu của Ngài cho bà nghe. Mỗi ngày chỉ cần đọc một phẩm thôi là cũng được và niệm danh hiệu của Ngài. Và rồi tôi cũng nghe và làm theo. Lúc chuẩn bị hành lễ, tôi nói với mẹ: Mẹ ơi, mẹ chịu khó niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng theo con nhé. Nếu tên dài quá, mẹ không nhớ được thì mẹ niệm A-di-đà Phật nhé. Mẹ tôi vốn không nói được sau khi ngã bệnh và bà chỉ có thể ra hiệu cho tôi qua ánh mắt và rồi bà đồng ý. Hôm đầu tôi chỉ định đọc một phẩm thôi, nhưng vì cuốn quá nên tôi đọc hết cả bộ luôn và niệm danh hiệu của Ngài. Và cảm ứng ngay đêm đó, tôi nằm mơ thấy hào quang sáng lấp lánh màu vàng hướng về phía tôi. Dù không nhìn rõ tướng mạo của vị Phật nào, nhưng tôi nghĩ có lẽ là Ngài Địa Tạng vì đêm qua tôi tụng kinh của Ngài mà. Bản thân tôi là một đứa dễ bị lôi cuốn vào những việc khác nên bữa tụng bữa bỏ. Sau khi cháu tôi bảo cô không thường xuyên thì sao nhận được sự gia hộ của Ngài? Và rồi tôi lại chăm tăng thời gian công phu hàng ngày lên. Và tôi nhớ cháu tôi đã gieo duyên xin pháp của thầy cho tôi nghe. Tôi rất hào hứng khi nghe pháp của thầy. Lúc nghe, tôi lấy sách ra viết những điều thầy nhấn mạnh. Có lần nghe thì khóc từ đầu đến cuối mà không hiểu vì sao khóc. Sau đó vài bữa, cháu tôi cố xin thầy để được làm đệ tử của thầy. Và tôi nhắn tin cho thầy và đã được thầy đồng ý. Thầy chỉ bảo tôi tu sao cho đúng. Có đôi lúc tôi làm thầy phiền lòng vì sự không tiến bộ của tôi. Dù thầy chưa bao giờ nói ra nhưng tôi đoán được. Tu là tốt cho mình và bản thân tôi không tiến bộ
Và rồi tôi đã hứa với thầy và bản thân sẽ không làm thầy phải nhắc nhở tôi trong chuyện tu học kém cỏi của tôi nữa. Và sau đó, dù có bận đến mấy, dù có muộn đến mấy, tôi cũng không bỏ tu. Hàng ngày tu xong, tất cả công đức tôi hồi hướng cho chúng sinh và cho mẹ tôi. Tôi hồi hướng cho mẹ lâm chung không chướng ngại, tâm hồn tỉnh táo. Có hôm, thầy tôi bảo các học trò viết ra quan điểm và mong muốn mục đích của mình. Nếu không xác định rõ thì công phu sẽ mù đường đi và khó có được sự cảm ứng của bổn tôn. Và tôi có nói với thầy, con mong muốn sau này mẹ con được thác sanh về cõi an lạc và siêu sinh tịnh độ. Rồi thầy bảo, nếu thế thì con phải tụng 49 bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng cho mẹ. Và rồi sau đó tôi bắt đầu phát tâm tụng 49 bộ kinh Địa Tạng trong vòng 49 ngày. Và lúc đó tôi nghĩ đến chuyện đi mua màu về để vẽ ngài Địa Tạng. Nghĩ là làm, tôi đi mua màu và chiều hôm đó tôi ngồi vẽ ngài. Sáng hôm sau tôi bắt đầu tụng một bộ kinh Địa Tạng. Và đến chiều tôi vẽ một bức tranh ngài Địa Tạng đang cứu tất cả chúng sinh từ cõi địa ngục lên cõi lành. Vẽ xong, tôi gửi cho thầy tôi và kèm một bài thơ tặng thầy. Đến tối, đến giờ cho mẹ ăn xong, tôi hỏi mẹ, mẹ đói chưa, con nấu cháo cho mẹ ăn nhé. Lâu lắm rồi mẹ tôi không còn ra ám hiệu cho tôi, nhưng hôm nay mẹ tôi gật đầu. Tôi nấu cháo xong, rồi cho mẹ ăn. Mẹ tôi ăn khá tốt, nên đã hết một bát tô cháo, chỉ còn chừa lại một thìa. Ăn xong, mẹ tôi bắt đầu khò khè cổ họng và khó thở. Tôi vẫn nghĩ như mọi ngày, vì đờm ở cổ lại đưa lên. Tầm 22:30 tôi cho mẹ tôi uống thuốc, nhưng tầm 15 phút chưa thấy đỡ. Tôi nghĩ là đi tìm mua hoặc thuê bình oxy về cho bà dễ thở hơn. Bình oxy vừa về đến nhà, tôi vừa bế mẹ trên tay và chỉnh dây oxy. Sau đó tôi thử vào mũi tôi xem đã được chưa. Và tôi quay ra nhìn mẹ, thì bất chợt thấy mẹ tôi mở hai mắt to, mắt mẹ sáng như lúc mẹ còn trẻ khỏe, làm tôi giật cả mình. Tôi nói với mẹ, sao mẹ nhìn con như vậy? Và rồi mẹ tôi chảy nước mắt. Tôi lau nước mắt cho mẹ và đưa dây oxy vào mũi mẹ và nói, không sao đâu mẹ. Và thế là tôi niệm danh hiệu của ngài. Mẹ tôi lại chảy nước mắt và nấc ba nấc, rồi mẹ tôi đi. Lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ là mẹ tôi đi. Tôi bắt đầu sờ ngực và mạch của mẹ. Tôi bắt đầu không thấy gì nữa và luống cuống gọi cho người thân trong gia đình. Người đầu tiên tôi gọi đó chính là thầy tôi. Thầy tôi nói, lúc này con không được khóc và nhất là không được cho ai động vào mẹ trong vòng 8 tiếng và phải tụng ngay một bộ kinh Địa Tạng, đọc xong danh hiệu thì niệm. Nếu như chán niệm danh hiệu thì quay ra đọc phẩm thứ 9 đến sáng thì thôi. Thầy nói có mệt cũng phải ráng vì chỉ có lúc này con mới báo hiếu được cho mẹ. Lúc này nhà tôi đang loạn cả lên để lo hậu sự cho mẹ tôi. Vì tôi là con một nên mọi quyết định như thế nào mọi người đều bảo tôi ra quyết định. Tôi nói với gia đình, tôi chỉ xin hai điều. Đó chính là muốn mọi người được tôn trọng, cho tôi được tụng kinh cho mẹ và không sát sinh để cúng, chỉ được phép cúng chay. Còn đâu, công việc tôi giao cho anh cả và bác tôi quyết định. Mọi người đồng ý. Nhưng mọi người bắt tôi phải thay quần áo cho mẹ rồi mới được tụng kinh. Tôi không nghe, vì mọi người nói nếu không tí nữa không thay được quần áo vì người bà sẽ cứng. Tôi vẫn không nghe và miệng luôn đọc và xua tay không đồng ý. Cứ như vậy, tôi đọc miệng không ngừng, tôi làm theo lời thầy. Bắt đầu đọc đến quyển trung, tôi cảm thấy hai cánh tay và hai bên má của tôi nóng bừng, như có hai đống lửa bên cạnh vậy. Tôi thấy lạ, đáng lẽ người bên cạnh mất phải lạnh chứ, sao lại có kiểu nóng này. Rồi tôi kệ, không quan tâm nữa, miệng vẫn đọc. Một lúc sau tự nhiên tôi nghĩ đến bức tranh ngài Địa Tạng khi chiều. Và tôi nghĩ chắc đây là sự linh ứng của ngài. Một lúc sau, người nhà tôi lại vào giục tôi để thay đồ cho mẹ. Mọi người tức quá, còn định áp chế tôi ra ngoài không cho tôi tụng nữa. Và nói tôi theo tà đạo, không biết là theo đạo gì mà lại như vậy. Sau đó cô bạn thân của tôi nói mọi người hãy để yên cho nó được làm việc nó muốn. Bác tôi lại vào nói, con nghe bác thay đồ cho mẹ đi, không mẹ đã cứng người là không thay được cho mẹ đâu. Tôi nói, con xin bác, bác cho con cứu mẹ con đã cầm nước mắt để tụng kinh cho mẹ con, đây là cách duy nhất con có thể làm được cho mẹ con lúc này. Và rồi bác tôi đồng ý và nói 7 giờ sẽ vào khâm liệm cho mẹ, nên tôi căn giờ sao cho kịp. Và từ đó không ai làm phiền tôi nữa. Tôi hết đọc phẩm thứ 9 rồi lại niệm danh hiệu của ngài không ngừng ngớt. Đến 6:15, gần 7 tiếng trôi qua,
Tôi nghĩ dù chưa đủ 8 tiếng, nhưng không thay đồ cho mẹ thì không kịp. Tôi dừng không tụng nữa. Lúc này tôi lo sợ. Sợ nếu người mẹ tôi cứng, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Gia đình tôi, mọi người sẽ nói tôi ra sao nữa. Tôi vừa lo, vừa sợ, lật chăn của mẹ ra và nhấc tay mẹ lên. Lúc này, tôi thực sự không thể nào tin nổi. Tay mẹ tôi vô cùng mềm mại. Tay trái này của mẹ tôi bị liệt một nửa ở trên, nhưng giờ thì lại mềm mại vô cùng. Tôi mừng rơi nước mắt và nhắn ngay cho thầy. Thầy chúc mừng tôi vì mẹ tôi đã được sinh về cõi lành. Tôi sung sướng và tạ ơn thầy. Sau đó, tôi gọi cho mọi người vào cùng thay đồ cho mẹ. Mọi người vào hỏi tôi, bà đã cứng người lắm chưa? Tôi không nói gì, để mọi người tự cảm nhận. Và mọi người sờ vào và nói, ồ, vi diệu thế, người bà mềm như bún. Tôi cười và nói, Phật Pháp vi diệu lắm, không thể nào không tin được. Tôi vừa lau người cho mẹ và thầm biết ơn Ngài đã gia hộ cho sự mong cầu của tôi. Lau tới chân mẹ tôi thì không thể tin nổi nữa. Chân mẹ tôi bị liệt nên lúc nào cũng cong, không thể duỗi thẳng được. Vậy mà hôm nay thì lại duỗi thẳng đến 90%, thật là vi diệu. Thay đồ cho mẹ xong, tôi lại niệm danh hiệu của Ngài cho đến lúc khâm liệm. Trong thời gian tang lễ mẹ tôi, bản thân tôi như được sự cảm ứng từ mẹ. Tôi được biết nếu người mất mà họ đau buồn thì người nhà sẽ cảm thấy rất buồn bã và đau khổ. Trước đây tôi nghĩ nếu không còn mẹ thì tôi không biết sẽ thế nào, bao giờ mới nguôi ngoai được. Nhưng có lẽ mẹ tôi được ra đi thanh thản nên tôi được cảm ứng từ mẹ. Tôi không quá đau buồn và ngược lại, bản thân thấy rất hân hoan vì tôi biết mẹ tôi được Ngài Địa Tạng dẫn dắt. Bạn bè tôi đến chia sẻ nỗi mất mát, tôi đều kể cho mọi người về sự việc vừa rồi. Mọi người đều nói vi diệu quá. Hôm nay là tròn 2 tuần mẹ tôi lìa xa trần thế. Tôi được sự cho phép của thầy đã viết ra câu chuyện vô cùng vi diệu này để chia sẻ với tất cả mọi người, để tiếp thêm lòng tin và sự kính tin đối với bổn tôn và người thầy dẫn dắt mình. Dù tôi công phu còn kém nhưng vẫn được Ngài gia hộ. Miễn sao việc mình làm khởi ra từ tâm, ắt sẽ được sự linh ứng của Ngài. Mẹ tôi mất đúng như hai điều tôi mong cầu. Một, đó là tâm hồn tỉnh táo lúc lâm chung không chướng ngại. Hai, là được sinh về cõi lành. Và còn điều này nữa, tôi không nghĩ có sự trùng hợp như vậy. Tôi nghĩ đều là do Ngài sắp xếp. Sau khi đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, xong tôi lại nghĩ đến chuyện tiền nong lo hậu sự vừa rồi. Mẹ tôi mất đúng lúc thời gian Covid diễn ra phức tạp, nên việc thăm viếng không được nhiều. Tôi nghĩ tiền thăm viếng sẽ ít, sẽ không đủ cho việc chi tiêu. Chị dâu tôi cộng tổng chi hết 55.430.000 đồng. Tôi nói em bắn cho chị số lẻ, còn khi em kiểm tiền xong, em sẽ gửi lại chị sau. Lúc này tôi lại cầu, con chỉ xin đủ tiền để chi trả hậu sự cho mẹ con thôi. Vì tôi nghĩ kịch kim lắm cũng chỉ được tầm 30-40 triệu. Nên đến tối tôi và bạn cùng kiểm tiền, viếng soạn tiền và cộng vào đúng đủ 55 triệu không thừa không thiếu. Tôi lại nghĩ sao lại vừa khớp như vậy nhỉ. Lại lần nữa Ngài lo cho tôi. Tôi biết ơn Ngài vô cùng. Thời gian lúc mẹ tôi ốm đau, tôi đều được Ngài gia hộ về tiền bạc lẫn công việc. Cứ nghĩ đến và cầu thì đều được Ngài cho. Đây là câu chuyện của tôi. Tôi mong mọi người hãy tin và cố gắng trên con đường tu tập của mình. Hãy tin ở bổn tôn và tin theo thầy tâm tạng của chúng ta. Con chúc thầy có thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con. Con biết ơn thầy rất nhiều. Chúc các huynh đệ tỉ muội gặt hái thành quả trên con đường tu tập và luôn sống trong ánh hào quang của Phật Pháp. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bổn Sam Mô Ni So, ha ha ha.